Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30, người dân trên quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt nút giao Bình Thuận, hướng từ các tỉnh miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh, nghe thấy tiếng động lớn. Khi nhìn ra phía đường, mọi người phát hiện vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải chở gạo cùng 3 xe ô tô và một xe máy. Vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng, trong đó xe tải chở gạo lật ngang đường, một trong hai người đàn ông đi xe máy bị thương. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã đến xử lý hiện trường, đưa phương tiện bị tai nạn ra khỏi khu vực. Đến hơn 19 giờ, giao thông không qua khu vực mới bình thường trở lại